Wanda mi che ti yang sap bang sap batane subati titang sari rikatha tu maha bothing buddharu bang sakalang sada sambutte atta vi sang cha đoà đa sang cha saha sa ke bang cha sata saha sa ni nama mi sirasa ahang te sang tham mạnh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha quê na hành tòa sắp bê u bát đa về a nê ca an ta ra ya bi vi na san tua se sa tô sam bu thê bành cha bành nhà sành cha cha tu vi sa ti sa ha sa kê đa sa sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hằng tê sang tham mạnh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha quê na hành tòa sắp bê u bát đa về a nê ca an ta ra ya bi vi na san tu a se sa tu sam bu te na vu ta ra sa te a ta cha ta li sa sa ha sa ke vi sa ti sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hang te sang tham mạnh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hang Namakara nu pha quê na hành tòa sắp bê u bát đa về ane ka an ta ra ya bi vi na san tua se sa to sắp bê u rát ti ma ya di sa ya sát ta a quê ra su khi hôn tu sắp bê bu rát ti ma ya nu di sa ya sát ta a quê ra su khi hôn tu sap be đắc khi na ya di sa ra sát ta a quê ra su khi hôn tu sap be đắc khi na ya nu di sa ra sát ta a quê ra su khi hôn tu sap be bách chi ma ya di sa ra sát ta a quê ra su khi hôn tu sap be bách chi ma ya nu di sa ra sát ta a quê ra su khi hôn tu sap be uttara ya di sa ra sát ta a quê ra su khi hôn tu sap be uttara ya nu di sa ra sát ta a quê ra su khi hôn tu sap be uparima ya di sa sa sát ta a quê ra su khi hôn tu sap bê hết ti ma ya di sa sa sát ta a quê ra su khi hôn tu sap bê sát ta a quê ra hôn tu su khi ta hôn tu nít đúc kha hôn tu áp gia bách cha hôn tu a ni kha hôn tu đi kha du ca hôn tu a rô ga hôn tu sam bát ti hi sa mi chan tu su khi át ta năng ma ri ha rằng tu đúc kha bát ta cha ni đúc kha pha gia bát ta cha ni pha gia so ka bát ta cha ni so ka hôn tu sap bê bi ba ni no akasat ta cha bom mát ta đề hoa na ga ma hít thi ca bùn nhang nô anu mô đăng tu chi răng rắc khăn tu sa sa năng a ca sát ta cha bom mát ta đề hoa na ga ma hít thi ca bùn nhang nô anu mô đăng tu chi răng rắc khăn tu nô ga ru a ca sát ta cha bom mát ta đề hoa na ga ma hít thi ca bùn nhang nô anu mô đăng tu chi răng rắc khăn tu nhà ta vô a ca sát ta cha bom mát ta đề hoa na ga ma hít thi ca bùn nhang nô anu mô đăng tu chi răng rắc khăn tu ba ni nô a ca sát ta cha bom mát
ta đề wa na ga ma hít thi ca bồn nhang nô an ô mô đăng tu chi răng rắc khăn tu nô sa đăng y đăng wa ta nô bồn nhang a sa wa kha ya wa hằng hồn tu a na ga tê ca lê sa thú sa thú sa thú sa thú. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học Pali ngày hôm nay ạ. Kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Ủa hết rồi. Không. Giờ mới bắt đầu học nè. Dạ thưa sư, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Phật thầy giả, Nam mô Khâm thầy giả, Nam mô Sang thầy giả. Xin chào các tử học viên. Dạ hôm nay con đảnh lễ sư ạ. À. Dạ. Con xin đảnh lễ sư ạ. À. Dạ hôm nay thì chúng ta sẽ bắt bài tập số 5. Dạ con bài tập số 5. Cả phần bài tập căn bản với lại bài tập nâng cao ha. Bây giờ chúng ta sẽ đọc trước rồi sau đó chúng ta sẽ sửa. Trong phần bài tập số 5 này thì phần bài học thì mình có các phần một đoạn lịch sử liên quan đến lễ đặt tên của thái tử Siddhartha, rồi tha động từ, từ động từ, cách chia động từ DCT thì hiện tại, rồi trạng từ chỉ sự thường xuyên, nhân xưng đại danh từ công hát. Đó là phần liên quan đến lịch sử. Thì năm câu bài tập căn bản thì chúng ta nghe đọc năm câu bài tập căn bản trước. Câu số 1 có đó là Siddhartha Raja Kumaro Papajati. Câu số 2 Upala Brahmane Apunhang Nimantemti. Câu số 3 Raja Kumaro Gehang Acha Vasati. Câu số 4 Tomha Kang Raja Puto Putho Havati. Câu số 5 Raja Kumaro Padang Thapeti. Rồi nghe lại lần nữa ha. Siddhartha Raja Kumaro Papajati. Câu số 2 Phu Ba La Brahmane Apinhang Nimantemti. Câu số 3 Raja Kumaro Gehang Acha Vasati. Câu số 4 Tum Ha Kang Raja Puto Puto Havati. Câu số 5 Raja Kumaro Padang Thapeti. Rồi bây giờ mời lớp giơ tay lên để mình đọc 5 câu bài tập này rồi sau đó chúng ta sẽ sửa bài ha. Dạ sư ơi, con vào dạ sư. À, dạ, dạ. Sư cứ cần màn hình không? Đọc bài sư đi. Dạ thưa sư, để con mời cho ạ, để Long Nguyễn làm bài tập ạ. Thưa sư. Rồi, em cũng được. Con cũng chung mời mọi người đọc bài. Dạ, xin mời đạo hữu Hảo Nguyễn ạ. Dạ, bác sư con xin đọc bài tập các bạn ạ. Dịch Bali sang tiếng Việt. Siddhartha Raja Kumaro Papajati. Câu số 2 Phupala Brahmane Apinhang Nimantemti. Câu số 3 Raja Kumaro Gehang Acchawasati. Câu số 4 Tumhakang Raja Putto Putto Vavati. Câu số 5 Raja Kumaro Padang Thapeti Thapeti. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời đạo hữu Tiên Mã. Dạ thưa sư xin đọc bài tập căn bản dịch từ Bali sang tiếng Việt.
hồi sư nhất chít đất thá thá rê rê cú mơ rô bắp bá trá tí hồi số hai hù bà lè rè mê nê á phình hằng ní mạnh tình tí hồi số ba rè trá cú mơ rô ghê hằng ách trà quá xá tí hồi số bốn tùm hai căn rè trá bút tô bút thô phá quá tí hồi số năm rồi trẻ cú mơ rô, bà đăng, thá bê tí. Dạ thưa sư, xin hết. Dạ, xin mời đạo hữu Lâm Thị Nương ạ. Dạ, tôi xin đọc ạ. Câu số 1, si đất thá ra chá cú mơ rô, bà bác chá tí. Câu số 2, bước bà la, bà mát nê, á phình hằng, ní măng, tê tí. Câu số 3, Raja Kumaro Yehang Acha Wasati. Câu số 4, Tumhakang Raja Upto Putho Hawati. Câu số 5, Raja Kumaro Padang Sapeti. Dạ, hết ạ. Dạ, xin mời đạo hữu Phùng Điệp ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Sĩ Tháp Thá Ra Chá Cú Ma Rô Bắc Bá Giác Tí là câu số 1. Câu số 2 là Phu Ba La Ram Ma Nê A Phi Hăng Ní Măng Tên Tí. Câu số 3 là Ra Chá Cú Ma Rô Ghê Hăng Ách Cha Quá Sá Tí. Câu số 4 là Tùm Ha Căng Ra Chá Bút Tô Bút Thô Phá Quá Tí. Câu số 5 là Ra Chá Cú Ma Rô Ba Đăng Thác Bê Tí. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ xin mời đạo hữu Diệu Thúy ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Si Dất Thá Ra Chá Cú Ma Rô Bắp Bá Chá Tí. Câu thứ 2 ạ. Phu Pa La Bra Má Nê A Phân Hằng Ni Măn Tèn Tí. Câu thứ 3 ạ. Ra Chá Cú Ma Rô Ghê Hằng A Chá Quá Xá Tí. Câu số 4 ạ. Tùm Hà Căng Ra Chá Bút Tô Bút Thô Phá Quá Tí. Câu 5 ạ. Ra Chá Cú Ma Rô Pa Đăng Thá Pê Tí. Bạch sư, con xin hết ạ. Dạ xin mời đạo hữu Thạch Nguyễn ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Số 1. Sĩ Tháp Thá Ra Chá Cú Ma Rô Pa Pa Chá Tí. Phu Pa La Ram Ma Nê A Phình Hằng Ni Man Ten Ti. Ra Chá Khu Ma, câu số 3, Ra Chá Khu Ma Rô Ghe Hằng A Chá Wa Sa Ti. Số 4, Tâm Ha Kham Ra Chá Phu Tô Phu Tô Pha Wa Ti. Số 5, Ra Chá Khu Ma Rô Pha Tăng Tháp Pê Ti. Dạ thưa con, xin cảm ơn. Dạ xin mời đạo hữu Quang Thanh ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc bài tập căn bản dịch Pali sang tiếng Việt. Sĩ Thất Thá Ra Chá Cú Ma Rô Bắp Bá Chá Tí. Câu số 2. Dạ, để con không nhìn được bài ở trên màn hình đẩy bài ấy, con không nhìn rõ vì trong sách không biết ở trang mấy, con tìm không thấy. Bài tập số 5 mà không tìm không thấy à? Dạ không ạ. Bài tập số 5 ạ. Bài 5, bài tập số 5 là lấy đặt tên đúng không? Dạ thưa, trang 15 đi ạ. Trang 15 ạ. Dạ. Trang 6 thì chắc mình là trang 6. Trang 15 không đúng. Trang 15 ở trong này là bằng mẫu từ Bali mà. À, cái này quyền là Bali 1 hay Bali 2? Trang 16 ạ. Quyển bài tập Bali 1. Dạ, Bali 1 ạ. Bài bao nhiêu ạ? Cái quyển bài tập 1 đó chị ơi. Trang số 15. À, trong phần bài tập cũng vậy, con không đúng có rồi, bài tập. Đừng có mở quyển Bali và tìm không ra. Thế thì sư đẩy bài lên cho con đọc ạ. Cho con số 2 ạ.
không nhìn câu số 2 không thấy đâu cả. Thấy rồi. Thấy chưa rồi đó. Con chưa nhìn thấy màn hình phá cái gì đấy. Câu số 2 con nhìn thấy, con đọc câu số 1 rồi, còn câu số 2 nữa. Số 2 đưa lên rồi mà. Phù ba la gầm gầm má nề a phim thăng a mí măn tê tí. Rồi tiếp sang câu số 3. Cho con câu số 3 đi. Sao vậy? Chưa lên từ rồi bài mà. Tập này con không có, con chỉ có mỗi quyển phá trình thôi. Ở trên màn hình nữa thôi con Thanh. Không không, con không không thấy, không thấy bài ở trên màn hình. Vậy là máy bị à, thế ạ. Ra cha cú ma rô ghê hằng á ách cha hóa tí tùm ca tùm ha căng ra cha bút tô bút thô phá hóa tí ra cha cú ma rô bá đăng tháp bê thá bê tí ạ. Dạ sư sư con xin hết ạ. Tập số 5 nha. Tìm bài tập số 5 ạ. Dạ. Rồi ạ, để con tìm trong bài quyển bài tập sư. Đây là con chỉ có mỗi quyển đấy thôi ạ. Dạ, tiếp theo thân mời đạo hữu Oanh Nguyễn Hà Nội ạ. Chà thà chà ra cú mà rô bà bà giá tí Phúc bà là rà mà nê a kín hàm ni mà tên tí Chà ra cú mà rô vê hàm a chà bà giá tí Phúc hà càm chà ra cú tô bút tô phà bà tí Chà ra cú mà rô bà đàm thà bèn tí Chà bèn tí. Bèn tí cho con xin hết. Dạ, xin mời đạo hữu An ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Siddhartha Rajakumaro Papachati. Câu số 2. Bupala Ramane Abhinhang Nimang Chethi. Câu số 3. Rajakumaro Gehan Ajavasati. Câu số 4. Tum Ha Kang Rajak Putto Putto Parvati. Câu số 5. Rajak Umaro Padang Hapeti. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ, xin mời đạo hữu Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Siddhartha Rajak Umaro Papasati. Câu số 2. Kupala Ramane Afinham Niman Tenti. Câu số 3. Raja Kumaro Vehang Ekcha Savati. Câu số 4. Tumhakam Raja Putto Buddho Havati. Câu số 5. Raja Kumaro Padang Thapeti. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ thưa sư, phần này đã hết bàn tay rồi ạ. Nghe đọc lại ha. Lớp đọc yếu quá. Siddhartha Raja Kumaro Papachati. Siddhartha Raja Kumaro Papachati. Upala Pramane Abhinhang Nimantenti. Upala Pramane Abhinhang Nimantenti. Raja Kumaro Gehang Achawasati. Raja Kumaro Gehang Achawasati. Tâm hà căng ra chấp phút tô phút tô phá quý sát tí. Tâm hà căng ra chấp phút tô phút tô phá quá tí. Ra chắc ô mà rô bà đăng thắp bê tí. Ra chắc ô mà rô bà đăng thắp bê tí. Rồi bây giờ mà lớp sửa bài tập ha. Thăm Kha Long bốt bài cho lớp sửa bài tập đi sư. Cho lớn lên đi. Dạ, chính xin mời đó. Đạo hữu Tiên Mã. Dạ. Tập này
Thưa sư, con dịch trong 5 câu này ha sư, sư. Con dịch trong 5 câu nha, con đọc ha. Dạ, câu thứ nhất là... Dạ? Dịch một câu thôi. Dạ, dạ. Thưa sư, câu thứ nhất là... Thái tử Sĩ Đạt Ra xuất gia. À. Dạ. Rồi thưa sư, con xin hết. Dạ, xin mời đạo hữu Phùng Điệp ạ. Dạ, thưa sư, con xin dịch câu số 2. Ubala Ramane Afinhang Nimantenti. Có nghĩa là các vị vua thường mời các vị bà la môn. Dạ, thưa sư, con xin hết ạ. Dạ, xin mời đạo hữu Diệu Thúy ạ. Dạ, bạch sư, con xin sửa câu số 3. Raja Kumaro Gehang Achawasati. Tức là thái tử sống tại nhà. Chữ ghi hăng á trong trường hợp đó dịch ở tại gia đình nó hay hơn thay vì dịch tại nhà. Trong dạ. Dạ. Con cảm ơn sư. Dạ thưa sư, con không thấy ai giơ tay ạ. Dạ con mời tiếp Tiên Mã làm tiếp tục ạ. Dạ. Thưa sư, câu thứ tư. Tâm Ha Căng Ra Tré Bút Tô Bút Thô Phá Quá Tí là hoàng nam của ngài trở thành Phật. Dạ, yeah, còn câu số 5. Con dịch được không sư? Con dịch luôn nghe. Con dịch thủy dịch đi, mỗi người dịch được không? Dạ, yeah, có ai dịch thì dịch đi. Dạ, thân mời đạo hữu Diệu Thúy ạ. Dạ, bạch sư. Raja Kumaro Padang Thappe Tí. Câu này con định dịch là Thái tử đã đặt chân. Đang đặt chân ha, tại cái này thì hiện tại mình chưa học thì bất. Thái tử đang đặt chân. Dạ, dạ. Cái này mình này dựng ra cái ngữ cảnh để mình ký câu thôi chứ nó không có chính xác về mặt văn phạm. Dạ, con cảm ơn sư ạ. Rồi, đó là 5 câu Bali, 5 câu tiếng Việt ha. Giờ mình kiểm tra lại tí. Câu số 1, Siddhartha Raja Kumaro Papajati. Câu này mình chỉ có 2 từ thôi. Thái tử Siddhartha xuất gia. À, một cái chủ từ, một cái động từ. Câu 2 thì Kupala Pramane Apunhang Nimantenti. Câu này mình có 4 từ. Thì mình có Kupala là chủ từ, Nimantenti là động từ. Cái động từ này vì nó là tha động từ cho nên đòi hỏi xuất từ Pramane. Nhưng mà ở trong câu mà nó có trạng từ chỉ sự thường xuyên thì trạng từ đó nó sẽ đứng trước động từ. Thay vì xuất từ thì nó được sang vào đó là một trạng từ chỉ sự thường xuyên. Rồi mới có xuất từ ở phía trước nào. Cái đó là thứ tự câu ha. Câu số 3, Raja Kumaro Acha Wasati. Thì sống ở đâu đó. Ở đây cái chữ ghê hăng Acha Wasati là nó một cụm từ sống tại gia đình. Với lại Raja Kumaro thì là chủ từ. Câu số 4 thì mình có Tung Ha Căng Raja Puto Puto Pavati. Thì ở đây mình có hoàng nam của ngài. Thì cái gì của ai đó thì sở thuộc cách nó được biết trước. Giống ở đây chữ của ngài thì nó biết trước Raja Puto. Mặc dù Raja Puto là chủ cách, là chủ từ ở trong câu. Nhưng mà cái sở thuộc cách nó vẫn được biết trước. Rồi trở thành cái gì đó thì cái đó cũng là được chia ở chủ từ. Trở thành cái gì đó. Ở đây động từ phá hoa tí trước nó thì là chủ từ cho nên mình mới là phút phô phá hoa tí.
Câu số 5 đó là Rajakumaro Padang Thapeti. Thì ở đây Rajakumaro là chủ từ, Thapeti là đặt, đặt cái gì đó, thì cái chữ Padang đó là chủ từ. Rồi cái đó là phần 5 câu tiếng Bali. Bây giờ mình phần tiếng Việt sang tiếng Bali. Rồi cho 5 câu tiếng Việt sang tiếng Bali đi. Rồi ai dịch được câu nào thì giơ tay dịch câu đó. Dạ, thưa sư, cho con đọc câu thứ nhất đi sư. Con dịch câu thứ nhất nha. Tập viết, đồng nó nay chưa viết được hả? Dạ, con viết được rồi. Giờ vậy con vô đi. Viết, chuyển lên hả? Dạ. Viết, chuyển lên. Viết trong chat hả? Viết chỗ viết chưa? Dạ. Phương này lên trang của Vương Ngọc Tranh đó để mình copy tài liệu xuống để học nha. Hoặc là vào nhóm học Bali đó để mình lấy tài liệu rồi in ra để học. Ai làm được câu nào làm câu đó đi ha, viết lại ở trong chat đi rồi người ta thấy. Cô Diệp Thủy viết câu 2 nè, xong mấy cái copy câu 2 qua đi, có câu nào lặn rồi copy câu đó qua. Dạ, dạ con biết rồi, dạ con biết rồi sư, đợi con chút xíu. Ai làm được câu nào biết câu đó không? Có câu của Tin Mã đâu đó Long Nguyễn. Dạ con gửi câu số 1 rồi đó sư. Rồi. Dạ. Hôm nay đâu hết trơn à, sao thấy trên làm bài tập rồi. Mang cái lăn mình đi rồi mà. Đâu phải tập làm bài tập thì mới nhớ ha. Trần Văn Điền cũng lâu lắm rồi không thấy tham dự lớp à. Cái lên cho có mặt thôi. Dạ, câu số 2 Diệu Thủy có đổi lại rồi đó Long Nguyễn. Vậy con làm thêm 5 câu số 5 nữa được không sư? Làm đi, không có ai làm. Dạ, con làm đi nha, rồi con ghi tiếp. Câu số 5. Thank you.
Sao lại đừng mấy câu vậy? Ba ra làm mình nè. Là thưa sư còn câu số 4 nữa ạ. Dạ con đang làm, con đang làm câu số 5 mấy sư. Dạ kìa. Sư con câu số 5 đó sư, con xong rồi. Trên cơ mình có mấy cái chấm gì vậy ta? Ta phải tập quyết mới được. Học ngoại ngữ mà ta tập quyết cầm được. Với lại mới một hai chữ thì người ta viết cho mình được. Còn đến một câu mà nhiều chữ quá mình đọc đâu có chuẩn đâu mà người ta viết cho mình được. Nên phải tập quyết thêm. Tập quyết mình nếu mình viết không được. Con có cái phần mềm tiếng Bali con viết lên gửi xí hướng. Và sau buổi học thì mình phải ở lại mình nhờ cái người đã hướng dẫn cho mình cách viết cài đặt phần mềm như thế nào đó để mình viết. Ôi xe chữ què của con đây mà. Thưa sư, sao chỗ chữ què của con mà sao chuyển thành chữ câu vậy ta? Chữ châu. Hay là cái câu này con biết mà sao nó bị gì nè? Con biết chữ què mà sao nó thành chữ châu ta? Bấm lộn gì hả? Sư ơi, sửa đem con hai chữ này. Chữ ma là râm ma nè đó. Trong mấy nè mà sao nó hiện gì ta? Đó. Sửa một con chữ chơi, chữ què mà sao ấy thành chữ châu không biết nữa. Dạ, thưa cô. Chữ què mà thành chữ châu. Dạ, chữ qua đúng không cô? Dạ rồi. Chữ. Ở chỗ đây chữ què đâu nghe, cái chữ nít á. Nè bấm đúng mà sao lên đây nó hiện sai vậy ta? À, nó nhảy gì không biết. Ờ đúng rồi. Chữ che bên đây cũng nè. Dạ rồi cô. Rồi cảm ơn. Rồi trở lên câu số 1. Em sửa lại câu số 1. Trở lên câu số 1 đi thăm cánh. Để tôi nhìn câu số 1. Rồi bây giờ mình xem câu số 1. Câu số 1 là gì? Đức vua Tịnh Hoàng mời các vị Bà La Môn. Bây giờ mình sẽ phân từ nó ra. Đức vua Tịnh Hoàng là 1, mời là 2, các vị Bà La Môn là 3.
tức là nó có 3 phần. 3 phần thì mình sẽ điền số cho nó. 3 phần thì nó có 3 số thôi. Như vậy Đức Mưu Tình Thần là chủ từ, mình điền cho số 1. Mời là động từ. Mà mời thì động từ thì viết ở cuối câu, cho nên mời là số 3. Các vị Bà La Môn là túc từ, cho nên mà túc từ thì nó nằm trước động từ, cho nên các vị Bà La Môn là số 3. À, mình phân từ như vậy để mình biết, mình sẽ biết đúng. Thì ở đây cái chữ Đức Vua Tịnh Phàn á, nó có thể là mình sẽ biết trực tiếp đó là xuất thô đó nó ra cha, hoặc là nếu một cái cách biết khác theo bài học đó là xuất thô đó nô nam phu ba lô cũng được, cái dạng này cũng được. À, cái dạng này thì nó theo cái bài học của mình. Còn mình viết theo xuất thô đó nó ra cha thì mình phải sử dụng cái chữ danh từ ra cha, là danh từ ở dạng vị Việt ngữ. À, thì mình phải nhớ cái bản chi của nó khó hơn một tí, mà đó người ta có chú thích cho mình rồi. Rồi Brahmane, chữ Brahmane này nợ có chấm dưới, cái nợ là chấm dưới. Rồi Nimantetti hả? Nimantetti. Rồi là tục từ, là động từ. Thì ở đây mình có được xuất thô đó nô là chủ từ, Brahmane là tục từ, Nimantetti là động từ. Câu số 2, các vị Bà La Môn đặt tên. Thì Brahmana trên này chấm dưới nè. Brahmana Namang Thapeti, T này chấm dưới. Khi mà các Phật tử mình biết như vậy thì mình mới biết là mình biết sai ở chỗ nào. Còn nếu mình không biết mà mình cứ đọc không đã biết, mình không biết biết sai chỗ nào, nhớ được cái gì. Thì ở đây thì Thapeti là đặt. Thapeti là đặt. Đặt cái gì đó thì cái đó là thuốc từ. Nên cái chữ Nam Măng thì ở đôi cách. Brahmana là chủ từ, Nam Măng là túc từ, Thấp Bên Tí là động từ. Tên của bạn là gì? Mình giống như nãy là Hoàng Nam của Đại Vương. Dù cái chữ tên nó là chủ từ, nhưng mà của ai đó thì của đó mình biết trước. Cái chữ tôi hăng này là của, vậy là của bạn. Nên tên của bạn là gì? Cái chữ kinh ở đây dùng để hỏi. Rồi câu số 4, thái tử trở thành chuyển luân vương. Để đây thái tử là chủ từ, cái này chưa chia nè. Thái tử là gì? Thái tử là Rajakumaro. Cái câu trên này bỏ đi. Câu Siddhartha chắc có bất kỳ Raja gì đó, câu đó bỏ này, còn đó sai hết rồi. Thì thái tử mình là Rajakumaro. Trở thành thì động từ Pavati, trở thành cái gì đó thì cái đó được chia ở chủ cách. Thì ở đây chắc cá, chắc cá ở đây còn thiếu chữ ác nè. Chữ chắc cá này thiếu chữ ác nè, thêm chữ ác nữa. Chắc có Pavati Raja ha. Chỉ chắc có Pavati Raja này là ở chủ cách ha. Chủ cách số ít, chứ không phải làm thấy a này là số nhiều, không phải. Cái này là dạng danh từ đặc biệt. Rồi câu số 5, các vị Bà La Môn cao niên hay các Bà La Môn trẻ luôn tiên đón. Mahalaka Brahmana, cái này phải chia ha, biết vậy là đâu có được, biết vậy là mình chưa chia nó. Các vị Bà La Môn cao niên, nó là chủ từ, mình phải chia nó. Hay Bà La Môn trẻ, mình phải chia nó nữa. Thì ở đây các vị Bà La Môn cao niên thì nó phải là Mahalaka Brahmana. Chứ nó ở chấm dưới.
tiếng A từ âm. Rồi hai bạn là môn kẻ Dahara Brahmana. Rồi luôn tiên đón Nichya Kalang. Cái này càng từ chỉ sự thường xuyên biết ở đây là được rồi. Tiên đón Ya Karijanti. Ya Kari. Ya Kari. Cái này viết sai nè. Ya Kari. Chứ không phải là Ya Karijanti. Ya Ka. Ya Karanti. Ya Karanti. Ya Karanti. Đây là cái này sao ta? Phải phần từ vựng coi. Ya Karanti tại cái chữ ô này mình chưa học. Cái phần từ vựng nghiêm sư coi cái đó người ta sử dụng cái gì. Để xuống coi phần từ vựng nha. Cầm cái lồng đeo xuống ngoài phần từ vựng này. Dạ cá rô tí hả? Dạ cá dí răm tí. Vì tại đồng từ dạ cá dí răm tí dùm sư đi. Tại động từ ô tí mình chưa học, bài số 4, bài sau mình được học. Cho nên và cái gì rành tí hiện tại biết đúng rồi. Rồi bỏ những từ này đi, bắt những từ này đi. Tại động từ này mình chưa học quá. Bỏ rồng tự gia cá rồng tí. Rồi ha. Đó là phần 5 câu từ Việt sang bên đi. Giờ mình sửa luôn phần bài tập nâng cao ha. Giờ mình đọc phần bài tập nâng cao trước. Giờ mình có 5 câu phần bài tập nâng cao nè. Câu số 1 con để đọc cái đi cho lớp đọc cái rồi biết sửa. Con đây nhu nam mát phạm mát nu ra chắc khu mà rắc sát anh à gác tác cà lạc già cái gì rắc tí. Con đây nhu nam mát phạm mát nu ra chắc khu mà rắc sát anh à gác tác cà lạc già cái gì rắc tí. Sư thù ra nu nam mát phù quà lù ra chắc khu tác sát nam măng thập về tí. Sư thô đa nô nam măng phù pa lô ra chắc phô tát xa nam măng thạp kê tí. Ra chắc phô ma rô tí thắc phô tí nam măng thạp bì yết tí. Ra chắc phô ma rô tí thắc phô tí nam măng thạp bì yết tí. Na sít tác ta phát sô phù pa lát xa bành hàng bí sách kê tí. Na sít tác ta phát sô phù pa lát xa bành hàng bí sách kê tí. Upalova Brahmanava Raja Kumarasa Sada Namang Thapeti. Upalova Brahmanava Raja Kumarasa Sada Namang Thapeti. Upalova Brahmanava Raja Kumarasa Sada Namang Thapeti. Rồi mời lớp giơ tay lên đọc bài trước rồi chúng ta mới sửa ra. Dạ, xin mời đạo hữu Hảo Nguyễn ạ. Dạ, xin mời đạo hữu Hảo Nguyễn ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc bài tập nâng cao dịch Pali sang tiếng Việt ạ. Kondanyo nama Brahmano Raja Kumarasa Anagata Kalang
Vya ka di rat rati. Sutto dano nama phupalo rajaputasa namang thappeti. Câu số 3. Raja kumaro sitato ti namang thappi jati. Câu số 4. Asita tapaso phupalasa panhang visa cheti. Dạ con xin hết. À dạ con có số 5 nữa. Phupalo wa brahmana wa raja kumarasa sada namang thappenti. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời đạo hữu Tiên Mã. Dạ thưa sư xin đọc bài tập nâng cao dịch Pali sang tiếng Việt. Kondano nama ramano rajakuma rasa anagata kalang yaka yirati. Câu số 2. Chutho dano nama phubalo phubalo rajabuttasa namang thabati. Câu số 3. Rajakumaro siddhattha siddhattho tí namang thá bì giá tí. Câu số 4. Asita tabaso phubalasa panhang vissat trề tí. Câu số 5. Phubalo wa ramana wa rajakumarasa ra sa đà nam măng thá bên tí. Dạ thưa sư xin hết. Dạ xin mời đạo hữu Diệu Thủy ạ. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Còn đa nhiều nà má bà má nô ra cha của mà ra xa a nha gá ta cà lăng già cá rì rá tí. Câu thứ hai ạ. Sô thô đá đa nhiều nà má bù bà lô ra cha bút tá xá nà măng thá bê tí. Câu số ba. Raja Kumaro Siddhartha Tho Tí Namang Thapi Giá Tí. Câu số 4 ạ. Asita Tapaso Pupa Lassa Panhang Visa Che Tí. Câu số 5 ạ. Pupalo Wa Brahmana Wa Raja Kumarasa Sada Sada Namang Thapen Tí. Bạch sư con xin hết ạ. Dạ xin mời đạo hữu Quang Thanh ạ. Và thưa sư con xin đọc ạ. Câu 1. Kondanyo nama ramano ra ra cha ku kumarasa anaga gata kalang visa kaji gati. Câu 2. Sutho dano nama ubalo ubalo raja buttasa namang thabeti. Câu số 3. Raja kumaro sikhatho tí na măng hát về ra tí. Câu số 4. Asita ta ba sô phù ba la sa ba hằng quýt sách chê tí. Phù ba lô qua bà râm má na qua ra cha cú ma sát sa sa đà namang thabe tí. Dạ sư sư con xin hết ạ. Dạ xin mời đạo hữu Oanh Nguyễn ạ. Con xin đọc ạ. Bài tập nâng cao dịch Pali sang tiếng Việt. Kondanyo nama ramano sarakumara sa anagata kalam jakazirati kano nama
Palo Chajaputta Sa Naman. Câu số 3. Chajakumaro Siddhato Ti Naman. Câu số 4. Asitata Paso Pupala Sa Anham Visajeti. Câu số 5. Upalo va Brahmana va Chajakumarasa Sada Naman Thapeti. Dạ, thưa sư con xin hết ạ. Xin mời đạo hữu An ạ. Dạ, dạ thưa sư con xin đọc. Số 1. Cô đã nhô Nam Má Ramano Raja Kumarasa Anagata Kalan Yakaribrati. Câu số 2. Uttho Dana Nam Má Buffalo Raja Puttasa Naman Apeti. Câu số 3. Raja Kumaro Vitato Ti Naman Apijati. Câu số 4. Asita Tapaso Bupalasa Anhang Vitate Ti Bánh hăng. Câu số 5. Bánh hăng là bánh hăng. Bánh hăng là chết đi. Bupalo và Brahmana và Raja Kumarasa Sada Naman Apenti. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ, xin mời đạo hữu Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Câu số 1. Con danh nhô Nam Má Giang Má Nô Gia Chào Cú Má Rát Xá Á Na Gá Tá Căn Năng Gia Tá Rí Gia Tí. Câu số 2. Xúc Thô Đá Nô Nam Má Tư Gà Lô Gia Chào Cú Tá Xá Nam Măng Thá Tê Tí. Câu số 3. Raja Kumaro Siddhartho Ti Naman Thapi Jati. Câu số 4. Asita Tapaso Upalasa Panhang Vitsakjeti. Câu số 5. Upalo Wa Ramana Qua ra cháu Kuma rất xá Thá Đà Nam Măng Thá Tên Tý. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ xin mời đạo hữu Thạch Nguyễn ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Con đã nhô Nama Brahmano Ra cháu Kuma rất xá Anagata Kalang Vị Ya kha yi ra ti su tho da no na ma hu pa pu pa lo ra cha pu tha sa na mang tha pen tha pe ti ra cha ku ma ro si tha tho ti na mang tha pi ya ti a si ta ta pa so pu pa la sa phan hang vị sát chế tí phù bá lô và brahm mát na và ra chát khu mát rát sát sát tà nạp măng tháp bền tí. Dạ thưa con xin cảm ơn. Dạ thưa sư, hết bàn tay giơ lên rồi ạ. Ra giờ mày lật sửa bài ha. Ai sửa được câu nào sửa câu đó đi. Sư cho con dịch mà câu thứ nhất hay sư? Dạ. Yeah. Câu thứ nhất là con có đọc lại luôn không sư? Đọc lại ha. Dạ. Con đang nhu nam má ram manu ra chế cú ma rách xé ana gát tá ca lăng dê ké dí ra tí
là Bà La Môn kia trần như tiên đón đó sư, được không sư? Bà La Môn kia trần như tiên đón, không biết thiếu gì không sư ha? Bây giờ sư chỉ mình con, nãy giờ con dò được nhiều đó. Bà La Môn kia trần như tiên đón. Bạch sư, con xin sửa lại, sửa thêm được không? Bà La Môn Kiều Trần Như tiên đoán về tương lai của Thái tử ạ. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, Bà La Môn Kiều Trần Như tiên đoán tương lai. Dạ, Bạch sư, con xin sửa câu 2 ạ. Sutho dayo nama pupalo raja putta sa namang tha pe tí là đức vua Sutho Dana làm lễ đặt tên cho thái tử ạ. Đặt tên cho thái tử ạ. Câu thứ hai. Sức thư đơn lưu. Đức vua. Sức thư đơn lưu. Tên cho thái tử. Bạch sư, không có ai sửa câu 3 thì con xin sửa câu 3 ạ. À, tên của Raja Kumaro Siddhartha Thổ Tí Namang Thapi Giá Tí là tên của thái tử là Siddhartha. Câu số 4 là đại sứ H. Tư Đề đây. Đại sứ H. Tư Đề Kupala. Dạ. Câu 4 không biết có ai làm chưa thì con xin làm ạ. Asita tapaso pupalasa panhang visacheti làm đạo sĩ A Tư Đà trả lời câu hỏi của đức vua. Dạ, câu số 5 có ai làm không ạ? Dạ vâng. Số 5 mời đạo hữu Hảo Nguyễn ạ. À, con thử sửa câu số 5 trong câu số 5. Cô Hảo giơ tay nè. Hảo có sửa không? Dạ có ạ. Dạ, câu số 3 là con xin được là thái tử được đặt tên là Siddhartha. Thái tử được đặt tên là Siddhartha. Câu số 5. Còn câu số 5, có sửa câu số 5 không? Dạ có. Đức vua hoặc các vị Bà La Môn luôn luôn đặt tên cho thái tử. Rồi bây giờ chúng ta trở lại câu 1 ha, xem lại câu 1, từ câu 1 tới câu 5. Câu 1, con đây nhá, Namah Brahmanu Rajakumarasa
Anagatakalangya Kajirati. Thì ở đây mình có cái cụm chủ từ đó là Kondanyo Namapramano, đánh cho nó số 1 đi, là Bà La Môn Kondanya. Rồi Rajakumarasat, Rajakumarasat là 1 phần nữa. Rồi Anagatakalang là 1 phần nữa. Ya Kajirati là 1 số nữa. Như vậy thì nó sẽ có 4 số. Thì con nên nhắc Pramanum đánh cho nó số 1. Yakari là số 4. Nichakalang là số 3. Rajakumarasat là số 2. Thì mình sẽ dịch như sau. Giờ mình sẽ dịch số 1 trước. Bà là môn triều thần như. Rồi sau đó mình dịch động từ. Số 4 ha. Tiền đón. Tiền đón. Tương đón là tiền đón về tương lai. Về tương lai anh đang tác cả lăng tương lai của ai đó thì cái đó là cái số 2. Vì mình có bốn từ câu này, Bà La Môn Triều Trần Như là 1, tiên đoán là 2, về tương lai là 3, của thái tử là 4. Ở đây mình cũng để ý là tiên đoán tương lai của ai đó thì cái đó được chia ở cách thứ 4. Câu mình cần chú ý. Câu số 2 mình có số thô đánh nô nam á phu pa lô là 1 từ. Rajaputasa là từ thứ 2. Nam măng là từ thứ 3. Thắp bê tí là từ thứ 4. Thì ở đây mình có số thô đánh nô nam á phu pa lô là chủ từ. Tức vua số thô đánh nát. Sau đó mình dịch là động từ là đặt. Thắp bê tí là đặt. Để đặt cái gì đó. Đặt tên cho ai đó thì đó được chia ở cách thứ tư. Đặt tên thì đặt cho ai đó chứ không phải là Rajaputasa. Ở đây thì mình thấy là nó có thể cách thứ tư hoặc là cách thứ sáu, nhưng mà trong cái ngữ cảnh này thì đặt tên cho ai đó chứ không phải đặt tên của ai đó được, cho nên ở đây nó phải là cách thứ tư. Cho nên mình dịch nó là cho thái tử. Câu số 3, Rajakumaro Siddhattho Ti Namang Thappi Ati. Cái câu này mình muốn dịch đúng á, là mình phải xem cái động từ Thappi Ati này người ta dịch nó như thế nào. Cái động từ Thappi Ati này là được đặt. Cho nên ở đây là thái tử được đặt tên. Phải xem để ý cái động từ Thappi Ati. Cái chữ Thappi Ati với lại Thappe Ati thì nó khác. Thappe Ati là đặt thôi, nhưng mà Thappi Ati thì được đặt. Nó dạng thô đồng thể. Cho nên mình sẽ học cái dạng thô đó. Động từ ở dạng đó. Cho nên là được đặt tên là Siddhattha. Ở đây mình dịch là gì? Thái tử được đặt tên là Siddhattha. Câu này đúng. Còn tên của thái tử là Siddhattha là đúng. Câu này bỏ đi, câu dưới bỏ đi. Rồi câu số 4, Asitata Paso Pupa Lassa Panh Hằng Vi Sách Chê Tí. Đạo sĩ A Tư Đà trả lời câu hỏi của Đức Vua. Ở đây mình có đạo sĩ A Tư Đà là 1, trả lời câu hỏi là động từ. Trả lời là động từ, trả lời cái gì? Câu hỏi của ai đó thì cái đó nó được chia ở thứ 6. Rồi câu số 5 là Phu Pa Lô Wa Ramana Wa Rajakumara Sasada Namang Thapinti. Namang Thapinti. Đức vua Pupalo ha, ba đêm dịch là hoặc là hay là, ở đây dịch là hoặc. Đức vua hoặc các vị Bà La Môn, ở đây là các vị Bà La Môn số nhiều ha. Đặt tên là Namang Thapinti. Đặt tên cho thái tử
cái chữ Namang Thapin tí này nó giống như là một cụm từ. À, cho nên chữ Sada mình biết ở phía sau, biết trước nó. À, thay vì mình xem ở đây thì mình biết trước nó. Đặt tên cho thái tử thì Rajakumarasa. Thì đó là câu số 5. Rồi bây giờ chúng ta sửa 5 câu tiếng Việt. Hay sửa được câu nào mình biết lại ở trong chat thì để cho người ta copy lại. Nó phải tập sửa ha, tập sửa bài học thì bài tập thì mới nhớ được. Chứ học bản chia rồi các tử học học chứ mình không nhớ nổi đâu. Chỉ khi nào mình sửa bài tập thì mình mới có thể nhớ được một ít. Mình làm qua làm lại như vậy thì lâu cái mình nhớ. Còn học, học đọc không thì không nhớ nổi. Rồi ai sửa được câu nào thì sửa câu đó. Có câu thứ hai rồi đó Long Nguyễn ơi, có câu thứ hai của đạo hữu Hảo Nguyễn. Sửa câu nào mình nói câu đó để không nó bị trùng lặp. Khi mình cứ im lặng mình sửa, khi người khác sửa nữa thì nó bị trùng lặp.
Còn câu nữa hả? Câu số 4. Đúng chưa? Dạ đủ 5 câu rồi đó thưa sư. Rồi giờ mình xem câu số 1. Câu số 1 thì có gì các bà la môn thường tiên đoán về tương lai? Ở đây mình có các bà la môn là số 1. Mình có 4 là một phần, chữ thường là một phần, tiên đoán là một phần, về tương lai là một phần. Vậy thì có mấy phần ở trong câu này? 1, 2, 3, 4. Mình có 4 phần. Như vậy thì bà la môn là số 1, Brahmana. Chữ Brahmana thiếu chữ H, N chấm chấm dưới. Không, chữ H đâu phải nằm ở đó. Không phải, nằm sau chữ A là chấm dưới. Rồi tiên đoán là số 4, cho nên mình viết tiên đoán ở cuối câu. Và cái gì? Và gì ra? Và cái dĩ rác tiên đoán, cái dĩ rằn tí, cái dĩ rằn tí, cái dĩ rác, chữ giá trước, chữ R sao, chữ rác sao. Và cái dĩ rằn tí, rồi số 4, rồi tới gì thường. Chữ thường là phinh hang, cho nên nó nằm trước động từ. Rồi sau đó là túc từ, thì Anna cái tác ca lan. Rồi câu số 2. Câu số 2 thì Đức Vua hiếm khi đặt tên cho thái tử. Thì Đức Vua là một phần, hiếm khi là một phần, đặt tên, đặt là một, tên là một, cho thái tử là một. Như vậy câu này mình có mấy chữ? 1, 2, 3, 4, 5. Vị đức vua là số 1, Phu Ba Lô. Rồi đặt, đặt là số 5, đặt là số 5, cho nên ở viết ở cuối câu. Trước chữ đặt là chữ tên, nên chữ Namang Thappi Tí, thì cái này nó giống như là một cụm từ. Rồi sau đó là tặng từ chỉ sự thường xuyên, là Dulapawasena. Rồi là cho thái tử thì Rajakumarasa. Biết trước cái Dulapawasena.
Rồi, câu số 3. Thái tử thuộc họ Cồ Đàm. Thuộc họ Cồ Đàm thì nó phải là gì? Thái tử thuộc họ Cồ Đàm thì thái tử, thái tử phải người ta biết như vậy thì thái tử là gì? Chỉ thái tử là chủ từ. À, thái tử là chủ từ cho nên thái tử phải được chia là Raja Kumaro. Raja Kumaro. Rồi họ Cồ Đàm là gì? Là vua Tâm Mô thôi. Raja Kumaro, vô tâm mù. Phu tí là được rồi. Phu tí, phu tí động từ phu tí mình chưa học ở trong bài này. Nên xài động từ phu tí đi. Phu tí. À. Thái tử là người của dòng Thích Ca. Như vậy thái tử là gì? Thái tử cũng là chủ từ. À, là người của dòng Thích Ca. Người của dòng Thích Ca ở đây thì tại chữ cách sắc cắt. Cho nên nó chỉ là Raja Kumaro Sakko Phong Tí thôi. À. Chặn chữ Sakko đó là mình dịch là người của dòng Thích Ca. Rồi câu số 5. Thái tử đặt chân lên búng tóc của đạo sĩ Antuda. Ở đây mình chia ra cái chữ thái tử là một phần. Đặt là một phần. Chân là một phần. Lên đúng tóc là một phần, của đạo sĩ Antuda là một phần. Như vậy thì có mấy phần? 1, 2, 3, 4, 5. 5 như vậy là chữ thái tử mình cho nó là số 1. Chữ đạt làm cho nó số 5. Happy tiếp. À. Chân là số 4. Đặt chân lên đúng tóc là số 3. Của đạo sĩ Antuda là số 2. À. Thì mình sẽ được cái câu là Rai chắc phu ma rô a si ta ta pa sa sa ta mu li pa năng sa pe ti. Đó là cái thứ từ từ. Là muốn làm được những câu tiếng Việt như vậy thì trước tiên mình phân nó ra. Phân nó ra xem cái câu đó nó mấy có bao nhiêu từ. Rồi mình sắp xếp theo thứ tự. Sắp xếp theo thứ tự. Ví dụ câu này mình có 5 từ. Thì chủ từ đặt ở đầu câu cho nó là số 1. Động từ xác định động từ. Động từ thì nếu mà câu có 5 từ thì động từ ở cuối câu cho nên đánh động từ là số 5. Trước động từ là túc từ thì mình đánh túc từ là số 4. Rồi sau nó có thể là một cách nào đó trong những cách còn lại. Ví dụ nó có thể là cách 5, có thể là cách số 4, cách số 5, cách số 6 hoặc cách số 7. Tùy theo cái câu. Thì mình sẽ đánh nó sẽ tiếp câu số 3. Số 3 rồi sau đó là số 2. Đó là cách thứ tự câu. Rồi đó là 5 câu bài tập phần tiếng Việt sang Bali. Phần bài tập nâng cao. Tuy nhiên là bữa nay mình sửa xong phần bài tập của bài tập số 5. Thì sau mình sẽ học bài mới, đó là phần bài tập số 6. Rồi ai chưa sửa được thì tâm đi. Kéo xuống nhìn cho cô xem câu số 2 không. Ông ơi, mời cô phụ huynh chung hợp hướng ra luôn. Dạ, bài học hôm nay đến đây là kết thúc.
Chúng con xin được tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học và giải bài tập Bali ngày hôm nay ạ. Dạ, thay mặt lớp học, con xin được tụng kinh hồi hướng những phước báo có được đến chư thiên ạ. Akasattha chabomata devanaga mahitika bunyang no anumodang tuchirang rakhang tusasanang Akasattha chabomata devanaga mahitika bunyang no anumodang tuchirang rakhang tunogaru Akasattha chabomata devanaga mahitika bunyang no anumodang tuchirang rakhang tunyatayo Akasattha chabomata devanaga mahitika bunyang no anumodang tuchirang rakhang tubanino Akasattha chabomata devanaga mahitika bunyang no anumodang tuchirang rakhang tuno sada idang watano bunyang asawakkhaya wahang ho tuanagate kale sathu 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 sathu. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp Bali 1 vào các ngày thứ 3 hàng tuần vào lúc 19:30. Dạ, kính chúc tất cả an vui trong cuộc sống. Dạ, chúng con kính chúc sư sức khỏe và kính chúc đạo hữu một ngày an lành, một đêm an lành, các thời đều an lành. Dạ, kính mời lớp nghỉ ạ. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Con kính tri ân sư ạ. Tri ân sư ạ. Chào cả lớp ạ. Ai chào đó.